Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Diamond Gold nha. Phiên bản mới nhất mình vừa mới update luôn. Phiên bản của nó sẽ là 1.7.12 và là link free luôn cho anh em nhé. Anh em vào modgamehai.com hoặc là link mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả, phần comment nhé. File APK này sẽ rơi tầm khoảng 35,36 MB nhé. Và mình update lên rồi. Thì như buổi sáng ngày hôm nay nói là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái gì mới đâu. Chúng ta sẽ có cái leaderboard này sẽ có cái emoji. Emoji đang ở đâu ta? À lấy con Nubis này. Đấy đấy, emoji này anh em ơi. Đấy. Đấy, có rất là nhiều cái emoji của con cáo nhá. Cái này có nghĩa là anh em vẫn phải để rescue là chúng ta sẽ có được ba cái emoji của ba con cáo nếu mà chúng ta đã qua được cái khu vực đấy không? Mình đến được khu vực mấy rồi chứ? Chúng ta lấy ở đâu? Làm sao tôi lấy được nhỉ? Hình như tôi lấy được rồi hay sao ấy? Và như để thể hiện cái emoji thì tôi ấn vào đâu nhỉ? Edit. Không biết là cái emoji hình như phải vào trong trận anh em ạ. Khi update lên thì chắc chắn là sẽ cái item sẽ mất hết. Biết ngay mà không được sai được anh em ạ, chắc chắn là sẽ mất hết cái này luôn. 188 Diamond thì nó vẫn thế anh em nhá. Không có gì thay đổi cả nhá. Chắc chắn là nó vẫn thế, nó không có gì gọi là mới mẻ cho lắm cả. Bunker Berry, Power Piper, Ray Roots. Skin can mấy cái này mình cần này, mấy cái này tôi sẽ rất là cần luôn. Ray Roots chúng ta sẽ có thêm Bunker Berry bên này, Power Piper, Focus Fungus, Antidor, Heal Spray. Ok anh em, chắc là đủ đấy nhỉ. Chứ thôi, cái emoji chắc là phải vào trong trận thì mới có anh em nhỉ. Mình cũng nghĩ là như vậy, đoán đoán là sẽ như thế. Tần 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 tần. Hello mấy cưng. Hello emoji à? Ở đây này, yeah. Dùng hay vết, thì trông hay vết anh em ạ. À, phải phiên bản mới à? Thế đi đây, à cũng có luôn ạ. Poison gà, thất bại em ơi. Ok. Giải bao nhiêu mình có bấy nhiêu luôn. Ok bạn ơi. Bắt buộc bạn phải tấn công tôi rồi. Không tấn công không được anh em ạ. Đó là điều lẽ dĩ nhiên. Nó giết mình ngay từ đầu thì nó sẽ ngon hơn rồi anh em ạ. Ok anh em. Búp lên. Hôm nọ có thanh niên nó chơi mình cái kiểu là giảm hết cái độ chính xác xuống ấy. Đánh toàn xịt luôn. Vãi đạn luôn, được đấy. Tăng công tiếp và tiếp tục còn giảm một cái em mình xuống. Xuống mức âm rồi. Có thể sẽ giải. Có thể sẽ là giải, có thể là không. Ok anh em. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào giải thôi, giải và bắn trưởng mạnh thôi.
Deep Strike. Tôi hút máu lại được mà. Vẫn cố nhỉ, đây thanh niên này cố rồi. Nó không có hồi máu luôn. Không dùng hồi máu luôn. Chiều này hơi yếu nhỉ. Rồi. Chuyển anh em ơi. Lên đi. Thắng rồi anh em. Dễ quá. Trận này dễ quá. Trận này easy game quá nhỉ. XP cũng tăng. Cái gì cũng tăng. Cái này là War 1. Ok anh em. Ok, let's go. Cho sẽ vào tiếp tục trong team để tiếp tục đấu. Hình như tôi đang thiếu một vài thứ nhỉ. Mình sẽ mua thêm, đó chính là Bunkerberry và Ray Roots, cũng như là Power Piper. Có thể mua được cái gì thì cứ mua thôi. Bunkerberry, Power Piper, Ray Roots. Máu chắc không cần. Hồi máu. Hồi máu team được rồi. Đánh tiếp nào, liệu rằng có lên được top 60 nhận rồng không? Cùng chờ xem. Hãy cùng tôi chờ xem nhá. Ok, let's go, you go first. Chúng ta sẽ là người chuyến đầu tiên luôn. Let's go. Let's go. Này chắc cũng thắng rồi. Level 1 à. Thì đang em muốn để kia họ tăng công các kiểu á. Thôi rồi. Chiều này cũng được. Chiều này khỏe. Ôi thua luôn à. Rồi anh em ơi. Tám trận nữa nhỉ. Cũng không có gì nhiều để mà giải thích cho anh em cả. Mấy cái bản mốt này thì nó vẫn thế. Tôi không thấy có cái gì mới mẻ cả. Hello. Hello. Pipropin. Pipropin. Chắc thắng nó trận này anh em. Chắc thua luôn à. Ok, chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào anh em. Chỗ đây là top mấy à? Xem vào top mấy. Nó có emoji mà. Mỗi emoji thôi. Không update thêm cái gì ngoài emoji luôn. Không có cái gì khác ngoài emoji nhỉ. Chúng ta đang xem nào. Event. Lead the boss. Daily. Top daily. Là chúng ta đang được 27 điểm, được top 225. Phải là lọt vào top. Ít nhất là top 60 nhá. 70 cơ. Vài trăm điểm cơ thì anh em mới có lấy được con kia nhá.